Mịch thứ check-in, ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy, 18 tháng 8 năm 2021. Những hình ảnh mọi người đang xem là hiện trạng khu chợ tạm tại trung tâm thương mại thị trấn thứ 11, đoạn từ dốc cầu treo thứ 11 kéo dài đến cầu kinh chợ, được Mịch thứ ghi nhận vào ngày 16 tháng 8, ngày đầu tiên thực hiện tiếp tục giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Và tin vắn đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay mà bà con cần biết là Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ địa phương 4.556 tấn gạo để hỗ trợ cho 151.878 người dân gặp khó khăn trong 2 tháng 7 và 8 năm 2021, mỗi tháng là 15kg gạo. Trong đó có 8.811 hộ nghèo với 28.142 nhân khẩu, 19.385 hộ cận nghèo với 71.821 nhân khẩu và 51.915 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Đến nay, Kiên Giang đã chi hỗ trợ cho 12.520 lao động với tổng số tiền là 18 tỷ 780 triệu đồng. Một tin tức khác liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 là Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh. Việc xét nghiệm sẽ được triển khai thực hiện làm 3 đợt, đợt 1 từ 18 tháng 8 đến 23 tháng 8, đợt 2 từ 25 tháng 8 đến 30 tháng 8 và đợt 3 từ 1 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Và sáng ngày hôm nay 18 tháng 8, các địa phương trong tỉnh Kiên Giang đã đồng loạt ra quân thực hiện xét nghiệm sàng lọc F0 trong cộng đồng. Chiến dịch lấy xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng lần này được tổ chức đồng loạt, quy mô diện rộng trên toàn tỉnh theo nguyên tắc xét nghiệm sàng lọc 100% người dân trong vùng cách ly y tế, vùng nguy cơ rất cao và nguy cơ, xét nghiệm sàng lọc 10-15% dân số ở các địa bàn vùng xanh và các địa bàn vừa hoàn thành cách ly y tế trước thời điểm triển khai kế hoạch này. Theo đó, gần 720.000 người sẽ được xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR, mẫu gộp 10 nhân khẩu theo từng hộ gia đình, tần suất là 7 ngày trên một lần, thực hiện 3 lần. Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã cho biết, tỉnh quyết định sử dụng phương pháp xét nghiệm PCR để xác định được kết quả chính xác. Chúng tôi quyết định gộp mẫu để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sàng lọc. Khi phát hiện những mẫu nghi ngờ, chúng tôi sẽ cho giải mẫu để tìm ra chính xác những F0 và F1 có liên quan và đưa đi cách ly điều trị kịp thời, ngăn ngừa nguồn lây mới trong cộng đồng, đồng thời sàng lọc F1 đưa đi cách ly tập trung, theo dõi đúng quy định. Tiếp theo là tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang và những tin vắn đáng lưu ý khác mà Mịch Thứ đã cập nhật được trong ngày hôm nay. Theo nguồn dữ liệu từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cập nhật lúc 10 giờ 52 phút tối ngày 17 tháng 8, toàn tỉnh Kiên Giang ghi nhận số ca nhiễm mới là 177 ca, có 16 khu phong tỏa và 74 khu cách ly tập trung. Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá ghi nhận từ 19 giờ ngày 16 tháng 8 đến 10 giờ sáng ngày 17 tháng 8, thành phố Rạch Giá đã có 174 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 166 trường hợp xét nghiệm trong khu phong tỏa hẻm 342 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, một trường hợp trong khu cách ly tập trung xét nghiệm lần 2 và 7 trường hợp F1 cách ly tập trung xét nghiệm lần 1 liên quan đến chùm ca bệnh phường Vĩnh Lạc, nâng tổng số ca mắc của thành phố Rạch Giá lên 246 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Rạch Giá đã chỉ đạo lực lượng chức năng đưa các trường hợp mắc COVID-19 đến bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh điều trị, siết chặt các vùng cách ly y tế trên địa bàn phường Vĩnh Lạc để khoanh vùng xử lý dịch, quyết liệt trong công tác truy vết các trường hợp F1 nhanh chóng đưa cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngay, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực đối tượng đi đến điều trị. Đồng thời, kêu gọi những người có liên quan đến ca bệnh giữ liên lạc chặt chẽ với y tế nếu nhớ thêm thông tin chi tiết liên quan đến bệnh nhân hoặc có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Và đến sáng ngày hôm nay 18 tháng 8, đội ngũ y tế thành phố Rạch Giá đã bắt đầu xuất phát làm nhiệm vụ lấy mẫu sàng lọc xét nghiệm trên địa bàn. Được biết, thành phố Rạch Giá sẽ tiến hành lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn với 22.842 người trong đợt 1 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 8. Chiều ngày hôm nay 18 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Lạc đã ra thông báo tìm người có tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường Vĩnh Lạc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Vĩnh Lạc thông báo thời gian 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2021,
tại Bách Hóa Xanh, số 293 295 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, có người tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm COVID-19 F0 có đặc điểm như sau: là nam, cao khoảng 1m6 đến 1m7, mặc áo thun đen, bâu viền trắng, quần jean xanh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Lạc thông báo đến người có đặc điểm và thời gian đi đến nêu trên đến ngay trạm y tế phường xã nơi địa phương mình cư trú để khai báo y tế. Tiếp theo là những thông tin về quy định đi đến về từ thành phố Rạch Giá đã được Minh Thứ cập nhật trong ngày hôm nay. Trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16, thành phố Rạch Giá tăng cường siết chặt các chốt kiểm soát người ra vào, đặc biệt là ở các phường đã được thiết lập vùng xanh. Đối với xe tải ở các tỉnh khác sẽ không cho vào địa bàn thành phố Rạch Giá. Các phương tiện chở hàng thiết yếu được phép đưa hàng vào với điều kiện có xe trong địa bàn thành phố Rạch Giá và trung chuyển chở hàng. Người làm việc công chức nhà nước sinh sống tại thành phố Rạch Giá, làm việc ngoài địa bàn hoặc ngoài địa bàn làm việc tại thành phố Rạch Giá sẽ được phép đi về với điều kiện có giấy xác nhận cơ quan làm việc theo quy định. Đỡ xuống à? Đa đa đa. Đa. Hình ảnh mọi người đang xem là những hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo ghi nhận của Miệt Thứ, những ngày qua, bà con tại huyện U Minh Thượng đã đóng góp hàng tấn rau các loại gửi đến bà con huyện Bình Thuận. Cái đó số điện thoại đó nha, hai bọc này đó, hai bọc là gửi đó. Đây là lực lượng sẵn sàng là đi chuyên chở và thu gom hàng quá của bà con cho bếp ăn cách ly của huyện Vĩnh Thuận. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, anh Văn Chí Hà đã cho biết 18 tháng 8, ban ngành đoàn thể xã Vịnh Bình Nam đã vận động được 200kg tôm càng gửi đến bếp ăn từ thiện huyện Vĩnh Thuận. Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Rồi con dừng lại. Đây là cái chỗ ấp bờ lại kênh Đồng Năng. Vận động bà con là cho là 200kg tôm càng đóng thùng sẵn đã lặt đầu gửi về cho biết ăn để hỗ trợ cho các cái hộ bị cách ly ở huyện Vĩnh Thuận nha bà con. Để ngoài đi, xe nó xuống mình đưa lên luôn anh ơi. Để cho khiêng tới khiêng lui nữa. Nó đang xuống tới rồi. Và những hình ảnh ở phần cuối video ngày hôm nay là cận cảnh bà con chợ tạm trung tâm thương mại thị trấn thứ 11 cùng nhau thu gom hàng hóa, giải phóng mặt bằng đã sử dụng trong suốt nhiều năm qua. Sao tình hình gì vậy anh hai? À cái này là nó đuổi chợ mà kêu dẹp hết trơn. Dẹp chợ đúng không? Giải phóng mặt bằng đúng không? Đúng rồi. Không có đuổi nha, dẹp nha, không có đuổi nha.
Rồi chị ơi, mong muốn của chị hiện tại bây giờ là như thế nào? Mong muốn cho ở đây nè, cho hết dịch, cho có cái chỗ làm bán chứ chở chị cho hết dịch ở chỗ nào bán mà có gạo đồ ăn. Rồi cái chỗ mình là chỗ tạm thì bây giờ là phải giải phóng mặt bằng, thì mọi người có biết được rằng là mình sẽ tiếp tục kinh doanh sau dịch ở đâu không? Không biết của chị, bây giờ không muốn chỗ không có chỗ mà bán rồi qua hết dịch là chỗ gì cũng phải có cái chỗ mà bán gì nào. Bảy muốn cái gì đó bảy. Bây giờ nếu mà địa phương có một cái chỗ bán bố trí bán khác cho bà con sau dịch là bà con cũng sống được, không có dư, không có mua gạo đồ ăn. Dạ. Góp sắt đồ để cho chữ mấy ông chữ hoài à. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đắt.